Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, lễ Giáng sinh và năm mới càng đến gần thì số ca nhiễm càng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là tại New South Wales. Vì vậy mà hàng loạt chuyên gia dịch tễ học đã yêu cầu chính quyền các cấp phải nhanh chóng tái lập các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trước đây. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã đưa ra hàng loạt lời khuyên cho cư dân trong việc phòng chống lây lan dịch bệnh tại các bữa tiệc trong ngày Giáng sinh sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Việt Face TV. Đại dịch COVID-19, các bác sĩ kêu gọi chính phủ Úc nên có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự bùng phát Omicron. Biến thể Omicron hiện đang lây lan nhanh chóng đến mức các chuyên gia lo ngại các ca bệnh tăng cao có thể tràn vào bệnh viện và gây ra bệnh tật và tử vong hàng loạt. Ngay cả khi chủng vi khuẩn này được phát hiện là nhẹ hơn đáng kể so với các biến thể COVID-19 khác. Ngày hôm qua, như chúng tôi đã loan, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa AMA, bác sĩ Omar Khurshid, đã kêu gọi chính quyền các bang, bao gồm Victoria và New South Wales, hãy sử dụng kết hợp các biện pháp đã được chứng minh như khẩu trang và giãn cách xã hội, cũng như tiêm phòng để ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 mới. Trong khi đó, thì hôm nay, hàng loạt các chuyên gia dịch tễ học khác cũng đã lên tiếng và có đề nghị tương tự. Một nhà dịch tễ học hàng đầu cũng đã đặt câu hỏi liệu có an toàn để tổ chức giải quần vợt Australian Open vào tháng Giêng hay không? Trong khi câu lạc bộ Cricket Australia cũng đã chuyển sang tăng cường giao thức COVID-19 cho các trận đấu thử nghiệm bằng cách cấm người chơi ký tặng người hâm mộ. Tiến sĩ James Trower, người đứng đầu bộ phận mô hình dịch tễ học tại Viện Đại học Monash cho biết, các nhà chức trách có thể cần phải bắt đầu xem xét lại liệu có an toàn để tổ chức các sự kiện lớn trong tháng Giêng và xa hơn, đặc biệt là giải quần vợt Úc mở rộng hay không. Phó giáo sư Trower nói rằng, ở New South Wales, nơi mà vào ngày 15 tháng 12, hàng loạt các hạn chế đã được nới lỏng, bao gồm khẩu trang ở hầu hết các cơ sở, chính phủ đã dường như từ bỏ mọi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Và điều tồi tệ nhất dường như đang xảy ra tại tiểu bang này với số trường hợp nằm bệnh viện và số người cần phải chữa trị tại ICU đều đã gia tăng. Riêng người đứng đầu Viện Burnett, giáo sư Brandon Crabb, đã kêu gọi các chính phủ tiểu bang và liên bang khẩn trương phát triển một kế hoạch can thiệp, không hạn chế để giúp giữ an toàn cho mọi người trong suốt thời gian lễ hội và các biện pháp thông gió để loại bỏ virus COVID-19 khỏi không khí. Riêng bác sĩ nhi khoa Robert Boyle của Viện Đại học Sydney về các bệnh truyền nhiễm, người trước đây đã từng ủng hộ các quyết định tháo gỡ các biện pháp kiểm soát của chính phủ New South Wales, thì nay cũng cho biết các hạn chế ở New South Wales đang được đưa ra quá nhanh và điều này sẽ khiến New South Wales trở thành ổ dịch lớn nhất tại Úc ngay trong thời điểm Giáng sinh và năm mới. Mùa Giáng sinh trong thời đại dịch cần phải sinh hoạt một cách an toàn, theo các chuyên gia. Ngoại trừ Tây Úc, hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ khác đều đã không còn áp dụng những biện pháp kiểm soát chặt chẽ nữa. Và theo dự phóng thì tình trạng dịch bệnh đang gia tăng, đặc biệt là tại New South Wales, Victoria cũng như Queensland và Nam Úc. Trong bối cảnh này thì đời sống cư dân hàng ngày trong mùa Giáng sinh và năm mới, chúng ta cần làm gì để giảm hạ mức độ lây lan dịch bệnh? Một số chuyên gia đã đưa ra những đề nghị cụ thể trong bối cảnh mà tất cả các tiểu bang và lãnh thổ trên toàn quốc, ngoại trừ Tây Úc, đã mở cửa biên giới. Cụ thể thì một chuyên gia dịch tễ học tại Viện Đại học Deakin, tiến sĩ Hassan Vali nói rằng
Chúng ta cần phải có những quan hệ xã hội và ăn mừng quan hệ này vào dịp lễ Giáng sinh. Và tất nhiên là chúng ta phải có ý thức về những rủi ro. Điểm thứ nhất là chúng ta cần phải nhanh chóng chủng ngừa mũi booster sau 5 tháng đã chích mũi thứ nhì, vì đây là phương thức giảm hạ các rủi ro một cách hữu hiệu. Điều này có nghĩa là gần 5 triệu cư dân Úc sẽ đủ điều kiện chích mũi thứ ba kể từ nay cho đến ngày 31 tháng 12. Mũi thứ ba booster không có tính cách bắt buộc, nhưng booster có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm virus COVID-19 ở mức độ nặng. Theo giáo sư Catherine Bennett, một chuyên gia dịch tễ học tại Viện Đại học Deakin, thì mũi booster này quan trọng vì hiệu lực của hai mũi đầu tiên sẽ bắt đầu giảm dần sau 6 tháng. Ngoài ra, giáo sư Bennett còn đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng tại New South Wales bởi lý do là chủng biến thể Omicron có thể qua mặt Delta, chiếm phần lớn số ca nhiễm hàng ngày. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta giảm hạ nguy cơ trong những sinh hoạt xã hội? Nếu chúng ta tổ chức tiệc tùng trong nhà, thì chúng ta nên mở tất cả các cửa chính và cửa sổ để không khí có thể được thông thoáng. Nếu chúng ta đi du lịch, thì chúng ta cần phải giữ vệ sinh cá nhân và cách ly xã hội. Và nếu cảm thấy không khỏe, thì nên ở nhà và đi thử nghiệm. Nếu trong các thành viên trong gia đình và bạn bè có dấu hiệu không khỏe, thì theo tiến sĩ Kylie Quinn của Viện Đại học RMIT ở Melbourne, thì chúng ta cần biết được những yếu tố gây ra bệnh tật. Bởi lý do ấy mà tiến sĩ Quinn đã đề nghị là những ai tham dự các bữa tiệc có đông người thì nên thử nghiệm nhanh trước buổi tiệc để biết chắc là âm tính trước khi tham dự tiệc tùng. Sau cùng thì việc lây lan dịch bệnh ít khi xảy ra ngoài trời so với không gian kín trong nhà, và do đó trong hoàn cảnh cho phép, chúng ta nên tổ chức tiệc tùng ngoài sân thay vì tổ chức trong nhà. Vaccine COVID-19. Dự đoán Úc sẽ không đạt được tỷ lệ tiêm chủng tăng cường 80% cho đến năm 2022. Theo phân tích của tờ The Guardian, nước Úc có thể mất đến tận năm sau để đạt tỷ lệ tiêm chủng nhắc lại 80%, với việc triển khai hiện đang xếp hạng gần như cuối cùng trong số 70 quốc gia, mặc dù là Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã xác nhận là vaccine chủng ngừa cho mũi booster đã có sẵn tại tất cả phòng mạch bác sĩ gia đình, cũng như tại các tiệm thuốc Tây và các trung tâm y tế. Tuy nhiên, việc triển khai vaccine chậm chạp của Úc vào thời điểm đầu, tất nhiên là từ tháng 2 đến tháng 6 là nguyên nhân chính. Điều này có nghĩa là hơn một nửa tổng số liều thứ hai đã được tiêm trong 4 tháng cuối năm 2021. Vì vậy, với khoảng thời gian 5 tháng kể từ sau khi chích mũi thứ hai, thì đa số hơn 50% cư dân chỉ được chích mũi booster sau tháng 2 năm 2022. Các chuyên gia cảnh báo rằng khoảng thời gian ngắn hơn giữa liều thứ hai và liều tăng cường, tức là ít hơn 5 tháng, có thể có nghĩa là phản ứng miễn dịch không cao hoặc kéo dài. Sarah Petal, một ứng viên tiến sĩ tại Viện Đại học Quốc gia ANU ở Canberra cho biết là nhiều bằng chứng đã cho thấy là khoảng cách giữa liều vaccine đầu tiên và liều thứ hai càng lâu thì càng mang lại nhiều kháng thể hơn, cũng như có khả năng bảo vệ cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là khoảng cách 5 tháng giữa mũi thứ hai và mũi tăng cường booster thứ ba là cần thiết, vì nếu chích mũi booster sớm hơn 5 tháng, sẽ không đạt được mức độ hữu hiệu cao. Ngoài ra, phân tích dữ liệu tiêm chủng cho thấy số người hiện đã được tiêm các mũi nhắc lại tương đương với số người đã được tiêm đầy đủ cách đây khoảng 170 ngày. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tăng cường vẫn đang theo dõi với khoảng thời gian 6 tháng. Việc chuyển sang khoảng cách 5 tháng đã làm tăng tỷ lệ tiêm chủng mũi tăng cường hàng ngày từ khoảng 20.000 mỗi ngày lên hơn 100.000. Nhưng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có thể thấy tốc độ này chậm lại khi các điểm phân phối đóng cửa hoặc giảm quy mô. Chương trình tăng cường của Úc đã bắt đầu vào đầu tháng 11. Ban đầu nhắm mục tiêu đến những người trong các cơ sở chăm sóc người già và người khuyết tật trong khu dân cư. Các mũi tiêm nhắc lại có sẵn cho bất kỳ ai trên 18 tuổi đã tiêm liều thứ hai trước đó ít nhất 6 tháng. Tây Úc sẽ đối diện như thế nào với làn sóng lây lan sau khi mở cửa biên giới? Tây Úc hoàn toàn không có ca nhiễm và Tây Úc cũng đã loan báo sẽ mở cửa vào ngày 5 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Tây Úc có vẻ hãy còn nhiều bí mật, được coi là một tiểu vương khép kín, mà người ta e ngại rằng thời kỳ vàng son có thể sẽ chấm dứt sau khi biên giới mở cửa. Việc đóng cửa biên giới chặt chẽ và lâu dài của Tây Úc đã tạo ra nhiều hoàn cảnh bi đát, vì nhiều gia đình đã bị phân tán, ngay cả cư dân tại Tây Úc cũng không biết là cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào sau ngày 5 tháng 2 năm 2022. Cho đến thời điểm này, thì cư dân Tây Úc cũng như cư dân trên toàn quốc Úc Châu
vẫn đang chờ đợi thông tin cụ thể từ thủ hiến Mark Gogan về các yêu cầu cần thiết để có thể nhập cảnh vào Tây Úc sau ngày 5 tháng 2 năm 2022. Đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đại học, vì lĩnh vực này đã bị mất hoàn toàn nhân số du học sinh quốc tế trong 2 năm qua. Trong sinh hoạt chính trị, thì Tây Úc đã có Bộ trưởng Y tế mới, đó là bà Amber Jade Sanderson, người vừa được bổ nhiệm để thay thế ông Roger Cook, và các giới quan sát coi đây là một sự sụt chức đối với Bộ trưởng Roger Cook. Tin sinh hoạt kinh tế, chính phủ New South Wales ký thỏa thuận với hãng hàng không Qantas. Bộ trưởng Du lịch New South Wales, ông Stuart Ayres vừa cho biết là chính phủ New South Wales đã ký kết thỏa thuận với hãng hàng không Qantas để Qantas tiếp tục duy trì hoạt động của trụ sở văn phòng chính hiện nay, tức là tại Mascot, thay vì chuyển văn phòng này đến các tiểu bang khác. Điều này cũng có nghĩa là hơn 3.000 nhân viên đang làm việc cho trụ sở văn phòng Qantas tại New South Wales sẽ tiếp tục được an toàn. Thỏa thuận cũng xác nhận việc xây dựng một trung tâm huấn luyện bay mới với các thiết bị mô phỏng máy bay ở New South Wales, mở rộng nhóm quản lý hành khách Qantas Loyalty tại Mascot và cam kết từ Qantas trong việc cải thiện kết quả việc làm cho người bản địa và đa dạng. Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết, việc hãng hàng không quốc gia của Úc tiếp tục đặt trụ sở chính tại Sydney là một điều đúng đắn. Nhắc lại là vào thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán đã phán quyết Qantas không phải phục hồi gần 2.000 công nhân có công việc thuê mướn, mặc dù nhận thấy quyết định làm như vậy là trái pháp luật. Công lý Michael Lee đưa ra lý do tại sao ông không ra lệnh cho Qantas phục hồi các nhân viên xử lý mặt đất, mặc dù nhận thấy hành vi của hãng hàng không đã sai. Trong khi đó, thì Liên đoàn Công nhân Giao thông Vận tải, cơ quan thay mặt cho những công nhân bị sa thải, đã đưa ra vụ việc sẽ khiếu nại quyết định này. Trước đó, Justice Lee cho biết động thái của Qantas là tuyển dụng tới 2.000 nhân viên mặt đất và thu hút các nhà thầu phụ có thể được thúc đẩy một phần bởi mong muốn ngăn chặn các hành động công nghiệp trong tương lai. Tuần trước, Qantas cũng đã báo cáo khoản lỗ hơn 1 tỷ 100 triệu đô la trong nửa đầu năm 2021, và đó là thời điểm mà New South Wales và Victoria chưa rơi vào tình trạng phong tỏa. Do đó, dự phóng là khoản lỗ nửa cuối năm 2021, tức là từ tháng 7 đến tháng 12, sẽ còn cao hơn con số 1 tỷ 100 triệu đô la nói trên. Tin quốc phòng, Úc Châu sẽ sớm có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Phân tích mới của Viện Chính sách Chiến lược ASPI của Úc đã ước tính các tàu ngầm có thể tiêu tốn hơn 120 tỷ đô la, tức là cao gần gấp đôi so với chi phí ban đầu của các tàu ngầm do Pháp thiết kế. Cũng theo phân tích nói trên, thì nước Úc sẽ nhận được chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào ngày sớm nhất có thể, khi ba nước ký kết hiệp ước an ninh AUKUS gồm Anh, Úc và Mỹ tìm cách mở rộng hơn nữa phạm vi của thỏa thuận vừa được ký kết vào giữa tháng 9 vừa qua. Thông tin này được đưa ra dựa theo một báo cáo của Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần là các quan chức Mỹ, Anh và Úc đã nhất trí mở rộng sự hợp tác trong tương lai vào đầu năm 2022 ngoài 4 lĩnh vực ban đầu, bao gồm năng lượng mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng tàu ngầm hạt nhân của Úc. Các quan chức cũng đã cam kết sẽ đưa tàu ngầm hạt nhân của Úc vào hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể, qua đó bác bỏ suy đoán ngày càng tăng của các chuyên gia rằng năng lượng tàu ngầm hạt nhân mới của Úc sẽ đến muộn hơn và đắt hơn so với các tàu ngầm do Pháp thiết kế theo hợp đồng ban đầu. Tiết lộ về hai cuộc họp cấp cao giữa ba đồng minh diễn ra tại Bộ Quốc phòng Mỹ vào đầu tháng 12, Tòa Bạch Ốc cho biết các phái đoàn đã nhất trí về các bước tiếp theo trong thời gian tham vấn 18 tháng, để xác định con đường tối ưu để nước Úc có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhắc lại là theo hiệp ước AUKUS, thì Úc Châu sẽ có được 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng không nêu rõ nhà cung cấp. Thời gian hoặc khả năng tàu ngầm sẽ được đóng tại Úc, cụ thể là tại tiểu bang Nam Úc. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.